Nếu ông đi bên kia, ông gặp con rắn hổ mang, số bên kia ông không dám lấy. Không bắt được mà, ông không dám cắt cỏ bên kia mà. Không cắt cỏ à? Con cỏ đó. To à? Ông còn sợ đấy. Wow. Đốt đèn gì. Đốt một vòng xong, ông đi đó, ngả đầu lên. Cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục đi xuống cái nhà của hai ông cháu của bác ạ. Những cái con đường như này thì cháu Lực đi xuống cái nhà thì có những lần thì cháu Lực là ghi hình lại, còn có những lần thì cháu Lực không có ghi hình. Không biết là buổi sáng sớm nay thì có xuống thì có bắt gặp là hai ông cháu không. Ngôi nhà của hai ông cháu thì được nằm sâu ở tít dưới hùm phía dưới bên kia. Hầu như là ở chỗ nhà của ông này thì có ít ngôi nhà thôi các bác. Ở phần phía bên này thì có một cái ngôi nhà thân cận và hàng xóm của hai ông cháu của bác. Có vẻ như là nhìn cái đôi dép này rất là giống đôi dép của ông Sò này các bác ạ. Không biết là liệu rằng là ông Sò có ra phế bên này để mà lấy cỏ không, hay là không biết là quên đôi dép ở bên này đó. Bây giờ cứ để cho nó chắc thì cho Lực sẽ ra bên này xem là có ông ở bên này không. Tại vì là cái thở nương này này của bác này, thở nương sắn này là của hai ông cháu. Cũng nhìn thấy ông là rất là chịu khó là lên đây trồng một ít sắn này. Sắn này thì ông sẽ để mà cho con gà với lại con lợn, và thậm chí là nếu mà như mà không có đủ gạo ấy, thì là ông sẽ lấy sắn về để mà ăn thay gạo thôi các bác. Khoảng thời gian vừa rồi thì khi mà cháu Lực chia sẻ lên thì cũng được rất là nhiều các bác là yêu quý là giúp đỡ ông, thì đến bây giờ gạo hết thì có thể là ông không có phải là đi đào sắn để mà ăn nữa. Ông ơi, ông ở đâu ấy? Ông lấy cỏ trên đây à? Ông là lấy cỏ tít trên kia này của bác ạ. Không biết là có con đường nào lên trên này không? Nhà ông thì cũng có nuôi thêm là một con trâu ấy các bác. Trâu này thì được ông là đi lấy về để mà nuôi, để lấy sức cày của trâu với lại lấy cái phân chuồng ấy. Nuôi sắn đây là sắn của nhà ông à? Đây thì cháu Lực nhìn thấy là còn có một cái mảnh nương sắn khá là nhỏ nhỏ đây cô bác. Ở đây thì không biết là ông trồng lâu không, thấy cây thì bé tí thôi. Ôi, đi vào rừng này thì vào cái mùa này cô bác này, mùa của ánh nắng này thì rắn ra rất là nhiều. Ông ra đây lấy cỏ lâu chưa ông? Ông ra đây lấy cỏ lâu chưa? Đi đường nào đi chỗ ông nhỉ? Đường này à? Dốc như thế thì thật nào là ông ấy bỏ dép ở dưới kia. Cháu đang xuống nhà ông thì thấy dép ông là để ở dưới kia. Thế là cứ ra bên này xem đấy. Ôi dồi. Cái quả đó này dốc quá không dám mặc dép về. Lăn xuống tít kia không nhỉ? Tít kia đi. Vâng. Sâu lắm. Ông mạnh đi học rồi à? Vâng. Ông gửi một lời chào tới các bác không? Vâng. Xin chào các bác nha, các bác các chị nha. Đi cắt cỏ. Cắt được sắp được một bó chưa ông? Được mấy nắm rồi. Được mấy nắm rồi à? Cái cỏ này đi lên trên này lấy cỏ thì cũng rất là nguy hiểm đấy nhờ ông nhờ, sâu quá. Cái mùa này thì hay có rắn rết rất là nhiều nữa. Nếu ông đi bên kia ông gặp con rắn hổ mang, số bên kia ông không dám lấy. Không bắt được mà, ông không dám cắt cỏ bên kia mà. Không dám cắt cỏ à? Không dám cắt cỏ, ông về bên này. Nó xuống cái chùm cỏ bên kia. Thế có con to không ông? Con to đó. To à? Ông còn sợ đấy. Wow. Đốt đèn gì.
À. Một vòng xong ông đi đó ngả đầu lên. À. Xong nó chạy xuống bên kia. À, ui may quá, thế là đi là không còn không phải giẫm phải nó đây à, giẫm phải nó là nó cắn cho là chết người đấy. Ông cao là ông không dám lấy cỏ bên kia nữa. À. Thế là ông mới ra bên này à? Ông ra bên này cắt đây. À. Mới nắm ông còn dấn cả người đấy. Vâng. Quá. Vừa rồi thì ông là bảo bắt gặp là con rắn hổ mang là phần là phía bên kia đó các bác. Thành ra là ông ấy. À. Kia rồi thằng ông mới chạy bên này cắt cỏ mà. Vâng. Vậy mùa này thì đi vào trong rừng này cắt cỏ thì rất là nhiều rắn. May không nhắm trúng nó. Nhắm trúng nó thì là cái độc nó cắn thì rất là độc với rắn hổ mang ấy ông ạ. Thế là buổi sáng sớm là ông đưa Mạnh đi học xong là qua đây là cắt cỏ luôn à? Vâng. Mạnh thì đi học các cô bác, cái quãng đường của Mạnh đi học thì cũng khá là xa. Hôm thì là đi cùng bố Quyết, còn hôm thì là ông là phải đưa đi. Nhưng mà đa số là ông đưa đi là nhiều hơn là bố Quyết đưa đi. Cái mùa này thì hầu như là gia đình nào cũng có người mà đi làm thuê xa hết cả cô bác ạ, không có ai ở nhà mấy. Lúc nào mà có việc thì mới lại về. Thậm chí là đi làm là một năm thì mới về một lần thôi. Ông thì chỉ có gọi là đi làm thuê ở xung quanh nhà này thôi, lấy củi lấy cỏ. Lại đi làm thuê người ta bổ củi mọi cái thôi. Thế ngày hôm nay thì ông có đi đâu để mà đi làm thuê bổ củi không ông? Nay thì không đi được rồi. Nay là không đi được à? Còn không đủ. À. Chỉ còn làm với dư mà tí nữa thì mai cắt cỏ để mai cho trâu ăn thì mai đi hái chè. Mai ngày mai lại đi hái chè à? Không hái chè xong là đi cùng ông. Ông ở trên này làm lò trồng cái gì đấy, trồng cỏ mai, cỏ mít gì đấy. À. Làm cái luống này à? Ừ. Làm thành lũ sâu xong nó lấy phân cho. À. Nó trồng cỏ mai cái gì đấy. À. Thôi, nóng. Sáng sớm nay là vẫn còn dễ chịu hơn một chút nè, tí tầm đến buổi trưa thì mới nắng nóng. Ngóng bên dưới này dầm quá nè, có con dân nè. Thấy từ đầu rồi đi, từ đi 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 thì nó ở đâu nó mình nhìn thấy. Vâng. Thế lúc trung là nó gặp nó là giật mình luôn. Thế là vừa rồi là ông là bắt gặp là rắn hổ mang to là thế này à? Vâng. Ở bên kia này. À, ra phần là phía bên này không? Thế là nó lao đi xuống dưới kia. Ui, chỗ này thì có vẻ như là một cái thành một cái hùm luôn này cô bác ạ. Dưới này, ui, chỗ này sâu quá không nhở? Ui, chỗ này mà lăn đi xuống dưới thì chắc ít khi là tầm độ phải 100 mét đấy cô bác, dưới kia. Đây thì còn có vẻ như có cả nấm gì đây này cô bác này, trắng trắng. Có vẻ như sắp mưa to đấy ông ạ. Bây giờ thì ông tranh thủ để làm cái giường chỗ ngủ ông ấy cho nó nhanh một chút đấy, chứ không là mưa to quá là không có dám ở nhà bên dưới đâu. Nếu mà mưa nguyên mưa thì còn mình còn được, chứ nếu mà mưa còn có cả gió thì không có dám ở đâu ấy, nó thổi cái lại nhà cái ngôi nhà bé của ông là bay luôn đấy. Lô bay hết à? Ở dưới cái khu của ông này cô bác này thì là chỗ mà thấp nhất đấy, là nó còn thấp nhất đấy. Nếu mà như ở trên xá trên kia là ngôi nhà của ông thì đã bị bay lâu rồi. Thế là mai ông bảo là đi hái chè thì chè đấy là hái để bán không? Vâng. Ở chỗ thì đấy phải một quân đi bán. Vâng. Có tin.
như gạo mọi cái là vẫn còn hay là hết rồi ông? Cháu cũng xuống thì cháu cũng phải hỏi ông thì cháu mới biết được. Hết rồi. Gạo là cũng hết rồi à? Dạ, không hai bát. À. Nhỏ thế này nấu đủ bữa trưa này ăn thì không hết. Có rồi. Thế thì nếu mà trưa nay cháu không xuống được thì ông đi vay tạm anh nhá. Vâng. Xong rồi để mai cháu xuống thì cháu sẽ đi cùng ông, cháu đưa cho ông rồi ông đi giải nhá. Cái ống nước này, ống nước của nhà ai đi ông? Nhà bố kế đi. À, là nhà của Quyết đấy à? Có con Kiếm. Ồ, cái ống nước cũng xa đấy nhỉ ông, ở đây ấy. Đấy. Trần tiết trên. À. Cái nguồn nước này thì có mua lại không hay là như nào không? Cái nước thô nó về mà đi dùng của mình thì không mua. À. Cái số nó đi dùng của mình thì lấy được. Vâng. Nó ở ruộng mình là mình lấy được đúng không? Vâng. Còn là như chỗ hôm nọ là ông với cháu đi lấy là mình phải gọi là thứ nhất là mình xin, nếu mà người ta cho thì là người ta cho, còn không cho thì mình phải mua đúng không? Vâng. Bắc kia còn làm một món ở trên cái thử dụng của nó đi chứ. À. Thì nó mới lấy nước rồi. Vâng. À, những cái chỗ mà ông đi cắt cỏ thì cũng kỳ và nguy hiểm cô bác ạ. Vừa gọi là vừa cao này, xong là thứ nhất là còn vừa phải có khi là vừa gặp rắn này. Vừa rồi thì ông có bảo là gặp con rắn hổ mang phải, rất là to. Cái cây đấy là cây cây gì đâu? Cái gì? Trâu nó ăn lá. À, trâu nó ăn à? Đã ngon. Vâng. Cái quách này già nó con keo nhỉ. Ừ. Nó có nó không. Nó đổ đấy nhỉ, mưa to, gió to nó đổ cây. Thế rồi không? Đây 4 giờ ông nó dậy. Thầm một bó cho nó ăn. 4 giờ sáng à? Ừ. Thế 4 giờ sáng thì ông cũng đi đây đi cắt cỏ rồi á? Vâng. Đội đèn pin, đội đèn pin lên đầu để cắt hả ông? Vâng. Tối nay cũng cho nó ăn một tí sáng thì mình đi đâu thì nó cứ đang quần, đang mái xuống dây nó. Vâng. Đút thì nó đi đâu không biết rồi. Nó mà đi thì ăn lúa thì đúng là hỏng luôn đấy ông nhỉ. Ăn lúa rồi. Giờ người ta ăn tà thóc đấy. Vâng. Cái trâu này ăn no. Ôi ông cẩn thận nó dao ông ấy. Vào trong rừng này thì ông đi hay đi lấy củi như này, hay đi lấy cỏ với lại đi làm như này thì chắc là thỉnh thoảng là cũng gặp rắn này, gặp những cái tổ ong đấy ông nhỉ? Vâng. Tổ ong mà gặp dưới này nó cứ đi ăn ong mượt thì còn đến lúc chết rồi. À. Thế ở trên đồi rừng như này thì ông có bao giờ mà đi gặp những cái tổ ong mật ở trên cao không? Ở trên cao nó ở trên cây to. À. Ở trên cây to thì đi khai thác cũng khó đấy ông nhỉ? Vâng. Cây nó người ta không cho chặt, treo thì treo được mà đánh bắc thang lên thì phải vù mới lấy được. Vâng. Hôm đó ông treo đi chặt cái treo xuống chặt cành thế này không? Thế những tổ ong thì nó hay ở trên cao trên những cái tổ này không? Vâng, những cây này tháng 4, tháng 5 thì nó mới lên trên cao. À vâng. Là đến lúc đấy thì mật nó mới có nhiều hơn đúng không nhỉ? Ừ, nó nhiều hơn. Ừ. Vâng. Nhưng mà một chai kia thì nó không làm gì được 1 lít đâu không nhỉ? Được là 1 tí thôi. Ừ.
Và lúc nào mà ông có được tổ mật nào thì là ông để lại cho cháu nhé. Cháu đem đi bán hộ cho ông. Cái lũ này mà ăn ông mượt nó họ đếm cái lũ thế là trước là đây là có ông à ông nó thấy nó bay vào lũ này vâng ông mới là thế là đánh dấu lại à như này là gọi là đánh dấu à đánh dấu thì ai về thì tôi sẽ gặp rồi tôi đánh dấu rồi nhưng mà nó ăn ông mượt thì họ đếm. Cô bác đây là cái phương thức mà các ông bà là hay đi lên vùng cao ấy là gặp những cái gì là dùng buộc lại như này để đánh dấu. Chắc là hôm nọ là ông ở đây đấy ông nhỉ? Dưới này là cháu Lực nhìn thấy là có một cái lố này, cô bác này không biết là tổ ông này có nằm ở đây không. Sao đây lắm nọ ông vừa chồng à? Nọ là ông lấy châu ra chồng hay là lấy ra cày hay là như nào? Cuốc thôi. À? Châu thì không thọc. Cái cây thì ai cũng về. Rồi. Khó. Vâng. Chỗ này thì mấy cây vào thì nó khó quá rồi. Khó rồi, cái này tí đây vào trăm tiền u rồi. Ồ. Người tôi cuốc một ngày rồi, không đủ. Một ngày đi làm mà không được 300 đấy ông nhờ? Đi làm một ngày 100, 120, 130. Tức là vừa rồi là ông để dép ở đây à? Vâng. Mấy thanh là thanh củi của ông mang về đúng không? Vâng. Thế đây chỗ ông văng một cây nhá. Như cháu mẹ đi ông bắt xin đi. Gặp thấy là xin nó về. Thang cái dương. Thang à xin về luôn à? Ông vắng một cây cho chú, ông vắng một cây cho. Có kết thúc nào dày xuống, dày đến tối. Ngày nào cũng thế. Bây giờ mà người đã nằm ở đâu tí nào. Thì có lúc nào bị cảm, bị không làm được thì nằm tí rồi. Là mới nằm vào đâu. Là quanh là ông là hàng ngày là làm gọi là quần quật là từ sáng đến tối luôn, gọi là không có giờ nào để mà nghỉ luôn đấy cô bác. Bây giờ thì gọi là hai ông cháu thì làm được gần nào thì ăn hết gần đấy rồi. Ông đi làm thì người ta giả cho ông thì cũng rất là thấp. Thế nhưng mà đến lúc đấy ông không biết đòi thêm à? Ôi dồi ôi, sơn quá chỗ này ông ạ. Cái con đường mà đi xuống cái nhà hai ông cháu thì cũng gắn bó được là gần một tháng đấy cô bác ạ. Cái một tháng thì có duyên gặp hai ông cháu thì cũng được là các bác lại yêu quý hai ông cháu rất là nhiều. Thành ra là cháu Lực cũng thường xuyên để mà xuống giúp cho hai ông cháu việc này việc kia, cũng như là trong cái thời gian sắp tới thì sẽ tiến hành vào là làm nhà của hai ông cháu. Hiện tại thì cái phần kinh phí của hai ông cháu của bác cháu Lực cũng đã chia sẻ lên trên kênh rất là nhiều lần rồi, là được hơn 100 triệu. Thì có như nào được bao nhiêu thì cháu Lực sẽ thường xuyên là chia sẻ cho các bác ở trên kênh cũng biết, cũng như là cho hai ông cháu để biết là cái tiền quý của hai ông cháu hiện tại là còn là bao nhiêu. Thì bây giờ thì để mà mua thức ăn hàng ngày cho hai ông cháu thì cũng gọi là không mua nhiều quá, nhưng là
cũng không có hết đi cô bác. Còn là có những khoản các bác cũng đã gửi tiền mua thực phẩm cho hai ông cháu là riêng rồi. Còn là cái khoản, những cái khoản mà các bác gửi vào làm tiền quý làm nhà thì cháu được sẽ cất lại đấy để sau này giúp cho hai ông cháu có một ngôi nhà mơ ước ở, để ở. Ôi chỗ này thì có vẻ như là nước nó bị dò xuống đấy ông nhỉ? Vâng. Nó bị dò xuống thành ra là chỗ này nó lại bị tạo thành cái vún ở đây rồi. Nhà ông thì còn có hai con chó nữa, cũng như là hai người bạn luôn, một con to thì một con nhỏ. Cây này để đây ông nhé. Cái bóng điện này thì đến ban ngày thì nó tự biết tắt đúng không, hay là buổi sáng là ông phải tự tắt? Nó tự tắt à? À, đều đây điều khiển tắt đúng không? Cột mọi cái thì cháu Lực cũng dùng bằng sắt để làm các bác. Còn ở phần dưới chân thì cháu Lực cũng đã đào rất là sâu và đổ bê tông xuống, đổ xi xuống rất là nhiều. Hôm nọ và dẫn ống nước cho ông ấy còn dư một chút thì sẽ để đây máy nữa. Nếu mà như có cơ duyên là làm nhà đây thì sẽ tận dụng lại ở đây các bác. Ở phần những cái tấm bạt thì hiện tại thì cũng đã gọi là gần mục hết rồi cô bác ạ. Bây giờ mà mưa to báo lớn cái là bạt này là coi như là rách luôn ấy. Mưa gió to quá chắc là rung hết cả cái nhà đấy ông nhỉ? Góc này mọt hết rồi nhỉ, rung hết rồi. Vâng. Vâng. Ôi, chú Châu ơi, có con gì to to ở dưới chân kìa. Ông đập nó đi. Ôi ôi, nó hút ra. Nó hút ra máu của Châu đấy nhỉ ông nhỉ, con đấy. À. Độ tầm vài năm nữa thì Mạnh có thể là giúp đỡ được ông một chút ông nhỉ, chứ bây giờ là còn nhỏ quá, ăn uống mọi cái thì đều vẫn phải là ông lo hết. Phải làm cho nó, tắm giặt ăn uống thì đều là một tay ông chăm lo cho hết. Ôi, có con đấy nhiều đấy ông nhỉ? Mấy nữa nếu mà có cơ duyên là làm nhà ở đây rồi thì mình tính tiếp không? Bây giờ thì đừng có làm vội. Làm vội quá sau này mình đập đi thì nó lại rất là phí. Sau này nhấc thì nó cũng không nhấc được ấy. Cháu cháu của ông là không dùng cái thái cỏ cái thái à? Cho nó ăn dài đấy à? À không có cái da thái kia đúng không? Da thái thì có. À đúng rồi. Không có cái máng đúng không ông này? Vâng. Ông thì là mặc dù ông một mình ở với lại bé Mạnh cho các bác ạ, những cái thời gian mà đưa bé Mạnh đi học thì một mình ông là chăm lo từ lợn này cho đến gà này. Lợn gà của ông thì vẫn còn gọi là ở nhà thì cũng vẫn có cái để mà chăn nuôi. Gà của ông ở trong chuồng ấy thì tầm bao nhiêu con? Giờ còn hai con nữa à? Con trống với con mái được không? Đàn gà con thì có con nào nhiều không? Gần chục con à? Nhưng mà lợn ông nuôi theo cái kiểu này thì độ tầm bao nhiêu năm thì nó vẫn tầm được một tạ? Nuôi được
hơn năm rồi. Ôi rồi, con lợn ông nuôi hơn năm thì được à? Mà lớn bằng này này cô bác, cho các bác cùng xem. Đấy, hai con lợn ông nuôi hơn năm, lớn được chắc độ tầm là con lớn nhất thì được tầm độ 30 cân cô bác ạ, hơn một năm ấy. Vâng, ông chỉ toàn cho nó ăn rau ăn cỏ thôi. Cũng gọi là lúc nào mà ông thế hai con lợn này thì là ông đi đâu làm xong là có tiền để mua không? Ở đây ông đi làm việc gì? Con bé tí họ lấy về nuôi, cho nuôi thì có con thì chia nhau. À, thế là ông nuôi lâu ấy nhỉ? Thế là trước là ni, trước là thành ra nó kiểu là nuôi giói à? Ừ. Con chó của ông thì có vẻ như là con mẹ nó lại màu khác, con này là màu khác ấy nhỉ? Ừ. Con kia thì có vẻ như là màu còn một chút đỏ đỏ một chút, còn con này thì trắng toanh luôn. Chó bé thì nó thế không ạ? Hôm qua tắm cho nó không? Đây, những cái món đồ chơi của Mạnh thì là cũng Mạnh thì cũng để ở ngoài thôi. À tới đây là ông với Mạnh là ăn này à? Vâng. Cái này đi hay đi từ đâu hái về không? Mới đi, mới để thử ngô này. À thế là ông cũng trồng được một ít à? Một ít. À. Lúa của ông thì có vẻ là xanh tốt hơn, sơn tốt hơn rồi nhỉ? Mấy cánh đồng ruộng của ông thì có vẻ là năm nay nhìn trông tốt hơn cô bác ạ. Có những cái giọt phân đạm vào thì nó sẽ khác hơn. Nhưng mà có chỗ thì có vẻ là tốt, có chỗ không tốt đâu nhỉ? Bón đạm nó không đều đấy. Bón đạm không đều đúng không? Đấy, kỹ thuật bón đạm của ông thì còn kém cô bác, thì ra nó không đều, thế nên là có những chỗ nó xanh và những chỗ nó không xanh hơn. Nhưng mà cũng mong sao là có những cái giọt đạm này vào thì sang năm thì ông với lại Mạnh thì sẽ gọi là thu hoạch được nhiều hơn. Để mà đủ ăn thì chắc chắn là không có đủ. Đấy, nhưng mà mong rằng lần thứ hai rồi, bảo 50 cân đi, bỏ hết vào ruộng. Là bỏ hết vào ruộng rồi à? Bây giờ là chuẩn bị là có gió một chút này ông này. Cái đêm qua thì ông với lại Mạnh thì là vẫn ngủ ở trong cái trong ngôi nhà chứ không? Vâng, qua thì không mơ. Ôi, đánh gà ông lại để trứng đây rồi. Nhưng mà để như này thì liệu là có người về trộm không? Sợ là ông đi trên rừng lấy củi hay là lấy cỏ ở đấy? Ban ngày là phải úp lại như này à? Ngày chưa đi đâu thì phải cái này lấy cây đặt ở kia nó ai về này thì xa lên thế mong rằng là thêm bộ vài tháng nữa hai con chó kia lớn rồi thì sẽ giúp ông là trong nhà để ông đi ra ngoài làm cho nó tiện hơn không nhỉ? Cái nguồn nước này thì là về vấn đề Mạnh cho ông nguồn nước này về đúng không? May thì cái chị mẹ Quyết là không ở nhà đâu không nhỉ? Lấy ở trên đi à? Thế là mình là lấy ở dưới đúng không? Đến ban đêm thì khi nào mà cháu thức phim nào mà cháu lực xuống muộn muộn đấy các bác, có những công việc là xuống muộn ấy thì cháu lực sẽ để cho ông bật cái bóng đèn năng lượng mặt trời này để cho nó sáng cho các bác là cùng nhìn, để tránh cái trường hợp là các bác nói rằng là từ lúc mà lắp sao lại đêm lại không có bật chút nào. Sợ rằng là cháu lực sẽ làm cái bóng đèn mà nó bị hỏng ấy xuống lắp cho ông. Cái bóng đèn này thì đến buổi đêm thì cái ở trong nhà sáng hơn hay là cái ở ngoài sáng hơn không? Cái nhà sáng hơn ấy. Cái nhà là sáng hơn à? Cái bên ngoài cũng sáng. Ở bên dưới gà nhấp này không biết, nó tưởng bà này chết đi nó không đi đâu được. Thế là cái con gà nhỏ này nó cứ tưởng là ban ngày không? Không biết chết rồi đấy, nó không biết đi đâu, cứ vâng. Xong nó nằm ở cái cỏ này. Vâng. Thì mới cho đi bắt nó về. Vâng. Mình sợn. Ở chỗ này là chắc là ông phải làm máng đấy ông nhỉ, ở trên này á. Ừ, trên đó làm máng. Ừ. Thế không là chỗ đây là ở đây có một tấm tôm bị tuột đấy ông. Ông ăn chó mới nhấc lên luôn.
Đây để cháu nhấc mẹ lên cho ông nhá. Ông đẩy lên. Ôi ơi ơi ông ơi. Tôi tận trên ông ạ. Được không ạ? Cháu lấy cái gì đẩy từ đấy lên á. Chạy trèo như này á? À. Tấm lên chưa không? À. Ông đẩy lên thì cháu nhấc cho. Nó phải theo khớp của nó mới lên được không ạ? Được chưa? Được đúng không? Chưa được à? Tí nào, cháu lại nhấc cho. Được chưa? Được đúng không? Vâng. Thế ông là dùng những cái thanh này để làm cái giường à? Cái giường à? Chỗ này ra thì tầm là độ 4 thanh thì nó chắc hơn không ạ? 3 thanh thì nó không chắc mấy. Cột sẽ dùng cái đấy để làm cột đúng không? À làm cái ngang đúng không? Vâng. Vâng. Có vẻ như là thời tiết hôm nay rất là oi không nhỉ? Như kiểu là sắp có một trận mưa rất là lớn đấy các bác ạ. Tức là sáng sớm dậy là nấu cám lợn xong rồi đi cắt một chút cỏ xong rồi mới đưa Mạnh đi học vào sáng nay không? Vâng. 4 giờ sáng nó dậy rồi. Hầu như là ở trên vùng cao này có bác này nhiều hoàn cảnh mà cháu được đi chia sẻ đấy. Có cháu được đọc được những cái bình luận một số các bác nói rằng là ngủ rất sớm như kiểu một vị đại gia đấy. Nhưng mà các bác lại không có biết rằng là buổi sáng là dậy từ rất là sớm. Ông lên trên rừng này thì lấy củi hay là đi làm gì thì cũng phải là cẩn thận ông nhá. Như vừa rồi ông đi là gặp con rắn hổ mang nó mà không may mà cắn phải là không đưa đi bệnh viện kịp là chết đấy ông ạ. Cắn xong nếu mà ông không có đi được ấy thì còn nguy cơ là tử vong ở đấy luôn đấy. Nếu mà ông cảm thấy là điện thoại cầm được đi theo thì lúc nào mà ông cầm đi theo, còn có những chuyện gì thì ông còn biết ra gọi ông nhá. Có lẽ là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi các bác. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào các bác. Ông An nói lời chào tạm biệt tất cả các bà một câu không? Xin chào các chị, các bác. Xin chào, tạm biệt. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc
rừng này các bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này các bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang các bác. Thank you.